Mến chào các bạn. Chúc các bạn luôn ăn vui và hạnh phúc. Hoài lại trở lại với các bạn trong ngày hôm nay. Hôm nay Hoài sẽ có một cái chủ đề với chúng ta. Đó chính là có nên cho tình yêu một cơ hội mới. Đây chính là những mối quan hệ mà chúng ta đã có, đã gặp nhau và đã biết đến nhau. Chúng ta đã từng có những mối quan hệ, có thể sâu, có thể chưa. Thế nhưng chúng ta đã có những cái lúc mà chúng ta đã rời xa, hoặc là chúng ta tự tạm ngắt kết nối, bởi vì chúng ta còn có những cái thứ mà chúng ta thấy chưa có sự đồng điệu, chưa có sự phù hợp, hoặc là chúng ta vẫn đang có một cái rào cản nào đó. Thì bây giờ chúng ta biết được là chúng ta vẫn có những lúc mà chúng ta nghĩ đến nhau. Và đây kể cả những cái mối quan hệ mà là người cũ của chúng ta, đó là vợ chồng các bạn nhé. Thì chúng ta đều có những lúc mà chúng ta có thể nghĩ đến nhau, và chúng ta vẫn có những cái sự suy tư về nhau. Thì đó chính là cái thông điệp mà có lên cho nhau những cơ hội mới, hay chúng ta có thể bỏ qua quá khứ để chúng ta kết nối lại với nhau trong hiện tại và hướng đến tương lai hay không. Thì Huệ Hoan Hỷ cũng thấy rằng rất nhiều mối quan hệ mà chúng ta nếu biết nhìn nhận và biết cho nhau những cơ hội, thì chúng ta lại trở thành những người, bởi vì những người đó là những người mà vũ trụ đã sắp xếp cho chúng ta để giúp cho chúng ta có những bài học. Bởi vậy mà hôm nay thì có sự thôi thúc với Huệ để giúp cho chúng ta có một cái sáng tỏ nhất về cái mối quan hệ của các bạn, cũng như là có cho tình yêu một cơ hội mới nữa hay không. Thì đó chính là một cái thông điệp mà Huệ rất muốn gửi tới các bạn. Cũng cảm ơn các bạn bởi vì các bạn luôn đồng hành và có sự chia sẻ. Và nhân đây thì Huệ cũng rất cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh. Và các bạn có thể chia sẻ những video của Huệ đối với mỗi người khác. Và những bạn xem video thì các bạn hãy đăng ký kênh cho Huệ nhé. Bởi vì là Huệ cũng rất mong muốn là có được cái số đăng ký tăng đến bậc 1000 thì để Huệ còn phát trực tiếp các bạn ạ. Và cái nữa là Huệ thấy rằng cái lượt xem của mình thì có thể lên đến mấy nghìn, nhưng mà số đăng ký thì nó chưa đến 1000 các bạn nhé. Đây, các bạn hãy Hoan Hỷ đăng ký kênh cho Huệ nhé, khi chúng ta xem những video của Huệ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay Huệ có hai cái tụ để cho các bạn lựa chọn. Hai tụ để cho các bạn lựa chọn. Đây là những lá bài của các thiên thần về tình yêu. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có một cái sự Huệ sẽ đưa hai cái hòn, hai cái viên đá mực một em tặng Huệ nhá. Cũng cảm ơn em ấy rất nhiều, cứ thấy xem Huệ không có đá chứ gì là bạn ấy lại tặng cho Huệ đây này. Đó. Bởi vậy mà đây chúng ta có tụ 1 này, tụ 1 của chúng ta này, tụ 1 này. Các bạn hít thở thật sâu và chúng ta nhắm mắt lại, xong đó chúng ta mở mắt ra, cái hướng về tụ nào thì đó là cái tụ năng lượng trường, năng lượng cùng với chúng ta nhé. Tụ 1 này, tụ 2 này, tụ 1 có thêm viên đá màu xanh, tụ 2 có màu trắng. Đấy, vậy các bạn sẽ chọn nhé. Hay thì chúng ta sẽ đi vào tụ 1 trước các bạn nhé. Tụ 2 các bạn hãy để đây. Chúng ta đi vào tụ 1 trước nào. Thì chúng ta sẽ check năng lượng của các bạn trước, và sau đó là năng lượng của người ấy các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đi. Huệ rất biết ơn các bạn tụ 1, bởi vì các bạn tụ 1 luôn là cái người khởi đầu để mà đón xem những cái video của Huệ Hoan Hỷ. Và cũng cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh, cùng chia sẻ các cái thông tin ở phía dưới comment. Và các bạn nếu như thấy Huệ có những cái thông tin mà nó hợp với trường năng lượng của các bạn thì các bạn hãy ấn nút like, bởi vì ở trong YouTube thì họ sẽ ưu tiên những cái video có nhiều like để chúng ta biết, giới thiệu đến nhiều người hơn các bạn nhé. Các bạn năng lượng ở tụ 1 đây. Năng lượng của tụ 1 các bạn đây. Năng lượng của các bạn tụ 1 mình thấy rằng các bạn là những người có cái khí chất cao cả. Là một người đã trưởng thành về tâm lý cũng như là trưởng thành về trí tuệ của các bạn ở đỉnh cao rồi các bạn ạ. Đây các bạn nhìn đây. Với cái con người mà có khí chất, có một cái trí tuệ cao vời như vậy, thì các bạn lại là một cái người mà có một cái sự đằm thắm, một cái sự tĩnh tại và một cái sự như là một cái sự trưởng thành ở cái ngưỡng mà Huệ nhìn thấy rằng các bạn ở cái trường năng lượng này thì rất là tuyệt rồi. Queen
nữ hoàng kiếm lại còn nữ hoàng tiền nữa. Các bạn vừa có trí tuệ này, vừa có tài chính nữa rồi. Đấy, có nghĩa là các bạn có cái năng lượng rất là tốt. Và các bạn là một trong những người mà luôn luôn dùng trí tuệ của mình để xử xét soi, rồi là để xử lý mọi cái vấn đề trong cái công việc cũng như là về cái tình cảm của các bạn. Do vậy mà các bạn là một cái người mà sống trong lý trí, sống trong cái sự có nghĩa là các bạn rất là sáng suốt để nhìn nhận vấn đề rồi đó. Và các bạn cũng là một trong những người cái trụ cột nhé. Nếu như mà trong cái bản thân của gia đình các bạn, mà ví dụ như đây là những cái người mà đã từng trải qua cái hôn nhân ấy cũ, thì các bạn là chính là cái người trụ cột của gia đình chứ không phải cái người ấy đâu đó. Và các bạn là một cái người luôn hướng về cái ánh sáng, về cái trí tuệ, về cái ánh sáng. Và các bạn luôn là cái người muốn cho đi, muốn cho đi. Và các bạn đến cái trường năng lượng như này rồi thì mình thấy rằng các bạn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy, luôn 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 có một cái ý chí, luôn luôn có một cái nghị lực. Và nhưng bên cạnh đó thì các bạn không phải là người nóng vội đâu. Đấy, những cái giá trị này là cái giá trị trí tuệ của các bạn. Và các bạn lại là một trong những người mà có một cái sự điềm tĩnh, an nhiên và luôn có sự suy tư trong tất cả mọi vấn đề. Nên với cái trường năng lượng như này rồi thì chắc chắn rằng cái người đấy của các bạn sẽ rất là bị cuốn hút bởi các bạn hiện tại bây giờ. Và người ta có thể chỉ ngước mắt nên nhìn bạn, theo dõi bạn mà có thể là thấy ngưỡng mộ bạn và rất là mong muốn được kết nối lại với bạn. Thế thì bây giờ mình sẽ xem cái trường năng lượng của họ hiện tại bây giờ ra sao bạn nhé. Đó. Với một người, nếu mà đây là một người phụ nữ thì mình cũng thấy rất là tuyệt vời, bởi vì xem bài của mình thì đa số là nữ ít nam. Thế nhưng còn đối với một người nam giới thì các bạn cũng là một cái người trụ cột và một cái người rất tuyệt vời rồi. Đó. Và người xưa của các bạn hoặc là người ấy của các bạn đã đang rất là mong muốn khát khao. Các bạn tụ một ơi. Cái năng lượng của cái trường năng lượng của cái người ấy của các bạn nó cũng tương đồng với các bạn này. Cũng tương đồng với các bạn này. Đấy, cái trường năng lượng của người ấy của các bạn nhìn rõ chưa nào? Đấy các bạn nhìn này. À, bạn là Queen gọi à, Queen kiếm, nữ hoàng kiếm thì người ta cũng là ông vua kiếm. Như vậy về cái độ tương xứng của các bạn, bạn là nữ hoàng tiền thì người ta là sĩ trên. Đấy, có nghĩa là cái người ấy của bạn ấy cũng tương đồng về trường năng lượng với bạn. Họ cũng là người có trí tuệ, sáng suốt, lý trí và cũng là một người rất là quyết đoán. Và người này thì còn có sức mạnh tiềm ẩn nữa bạn này. Có một cái sức mạnh tiềm ẩn khi họ làm việc gì và như thế nào, họ có thể có dùng lý trí của họ để họ thực thi. Và họ chính là cái người mà có đầy đủ những cái giá trị mà họ có thể là làm được tất cả những việc họ muốn. Đó. Vậy cái người này thì họ cũng rất là ngưỡng mộ bạn, nhưng họ lại là cái người cũng có rất nhiều những cái tiềm ẩn mà bạn cũng thấy rằng ở họ, bạn sẽ là cái người mà thấy ngưỡng mộ bạn thì bạn cũng như vậy đó. Còn họ có thể hành động bất kỳ cái hoạt động nào của họ rất là nhanh bạn nhé. Và họ đang muốn hướng đến bạn đây, đang mang về những cái giá trị thành tựu cho bạn đây, họ muốn bù đắp lại cho bạn đây. Đấy, bạn thấy rằng họ đang trên cái cuộc hành trình của họ, họ đã trở về và họ đã mang những cái vòng nguyệt quế là những cái thành công của họ mang đến cho bạn. Và họ cũng là một người có một cái sự được đào tạo cũng như là được sống trong một cái môi trường giáo dục cũng như là một trong cái công việc làm nó có liên quan đến cái vấn đề rất là có một cái khuôn phép cũng như là một cái, mình nói rằng công việc của họ cũng là một cái công việc rất là có giá trị luôn đó. Thế nhưng trong sâu thẳm suy tư, bạn thì đang tỏa sáng ngời như thế này, nhưng họ thì vẫn đang có một cái sự âu lo trong bản thân họ. Và họ cũng rất là mệt mỏi, bởi vì chắc là họ đang nghĩ rằng không biết lần trở về này bạn có đón nhận họ hay không. Đó, đó chính là cái trường năng lượng của người ta. Và bây giờ mình thấy rằng với cái trường năng lượng như thế này thì hai bạn quá tuyệt vời. Bởi vì các bạn có thể nhìn ra được vấn đề là các bạn là cái người tương xứng với nhau. Nhưng các bạn đã có một cái thời điểm, một cái thời gian là các bạn đã làm có những cái sự tổn thương và có sự chia xa. Thì cái việc mà tổn thương này thì không biết lý do là do họ hay do bạn. Thì mình xem mối quan hệ của hai bạn nhé. Xem mối quan hệ của hai bạn như thế nào nhé. Như vậy với cái trường năng lượng mà chúng ta nhìn thấy hai bạn tương đồng rất là đẹp như vậy, thì chúng ta nhìn xem mối quan hệ của hai bạn là như thế nào.
Đó, chúng ta sẽ xem tiếp. Các bạn nhìn đây. Đó, bây giờ mình sẽ đặt những cái lá bài mà nó có. À, thế là mình hiểu rồi. Đấy. Mình rất hiểu về vấn đề của các bạn. Trong tình yêu của các bạn thì các bạn là một cái người có sự cuốn hút nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các bạn đến với nhau, các bạn cuốn hút nhau và các bạn yêu thương nhau, cũng như là các bạn được có một cái đội ngũ thiên thần để che chở. Thế nhưng đây chính là một cái mối quan hệ mà các bạn thấy rằng không có cái sự, có nghĩa là với các bạn chắc chắn là cũng đã trải qua những cái mối quan hệ khác, nhưng đây là mối quan hệ cuốn hút các bạn nhất, sâu đậm các bạn nhất và làm các bạn cảm nhận như là một cái người thấu hiểu các bạn nhất. Đó. Thế nhưng cái người này lại đến với bạn với một cái tâm thái là chưa thành thật. Chưa thành thật một cái điều gì đó, có thể quá khứ của họ chưa phải là cái người mà đã vượt qua được cái quá khứ, có thể họ có những cái mối quan hệ cũ rồi các bạn nhé. Đó. Nên khi bạn họ đến với bạn nó không thành thật này, nó không thành thật. Và khi nó không thành thật thì các bạn nhìn thấy rằng nó như là có một cái người rào cản. Đây là thân thần hộ mệnh, thiên thần giúp đỡ, nhưng mà cái rào cản của chính trong họ này, họ cứ nghĩ là họ bịt mắt lại, họ nghĩ rằng cái việc của họ ấy, nó họ giấu được bạn, nhưng không. Cái việc mà cái gì nó là sự thật thì nó vẫn luôn ra ánh sáng, và trong cái mối quan hệ này thì họ là người đã nói dối bạn nhá. Và họ có cái sự ẩn giấu trong đó thì có thể quá khứ của bạn của họ, nhưng mà bạn đã phát hiện ra, và họ thì nghĩ rằng cứ như vậy thôi thì có thể là giấu được bạn, nhưng không bạn nhé. Bởi vì bạn là cái người có cái năng lực, bạn là một người có cái năng lực nhận biết rất là cao. Do vậy mà họ không giấu được bạn, và do vậy mối quan hệ của các bạn nó đã đi vào bế tắc, và nó làm cho bạn bị rất là tổn thương. Và bản thân họ thì sau cái cú mà đó thì họ cũng rất là tự tin, tự ti. Và bà họ cũng rất là có một cái lỗi lầm đối với bạn, nên là họ cũng rất là đau khổ bạn nhé. Đấy, và họ tự cho mình cái thời gian, và bạn, họ cứ tự trói mình vào để họ suy nghĩ cái vấn đề của họ đây này. Thế nhưng mà bạn đã có thể là bạn đã bị tổn thương nên bạn đã rời xa họ. Đó, đây là cái đường như vậy các bạn nhé. Có nghĩa là cái người gây ra cái sự sai lầm đây chính là cái sự dối trá của một trong hai người đó. Thế nhưng mà nếu như bạn đang xem trả bài này thì cái người dối trá đó chính là cái người đối phương của bạn nhé. Nhưng tình yêu của các bạn là tình yêu chân thành, tình yêu được cái sự hỗ trợ của thiên thần luôn, chứ không phải là tình yêu mà nó chỉ là thoáng qua đâu các bạn ạ. Thế thì với cái tình yêu như thế này đấy, thì mình thấy rằng kế tiếp nữa là vũ trụ sẽ nói cho bạn một cái điều, đó là khi bạn bị tổn thương đấy rồi thì bạn cần làm gì? Đó, bạn cần làm gì? À, đấy, nè, đúng những cái lá bài mà các bạn nhìn thấy xem. Bạn đã rời đi. Khi tổn thương thì bạn đã rời đi. Cái người mà bị tổn thương ấy, cái người đấy đã rời đi các bạn này, người đấy đã rời đi. Đó. Các bạn nhìn thấy người ta đã rời đi đây. Và cái sự rời đi này thì người ta đã là cái người mà không có sự nhìn nhận về tình yêu đó nữa, bởi vì họ buồn vì cái sự không chân thành này nên họ đã rời đi bạn nhé. Đấy, có nghĩa là bạn đã rời đi khỏi cái mối quan hệ. Và bạn là cái người có cái sự sáng suốt thông tuệ và có cái trực giác tâm linh rất là cao. Các bạn nhìn đây này, bạn có thể là một trong những cái người mà mang cái giá trị cảm nhận. Bạn cảm nhận một cái gì nó cũng rất là chính xác luôn. Đấy, đây có, bạn là một cái người như vậy. Do vậy mà bạn cảm nhận được cái mối quan hệ này là mình cần phải rời đi. Rời đi để cho bản thân mình không bị tổn thương nữa. Và bạn đã trở lại với chính con người của bạn, là bạn đang phát triển về cái tâm linh trên con đường của mình đi. Bạn ngày càng lĩnh hội được rất nhiều các giá trị, và các giá trị này thì sẽ mang lại cho bạn một cái sự chữa lành thân tâm của bạn, cũng như là bạn còn có thể là cầu nối, cũng như là một trong những cái người mà chia sẻ lan tỏa cái sự bình an của bạn cho người khác nữa cơ. Bởi vì đây nó có hai con lá bài nó gần nhau như thế này. Các bạn thấy rằng đây là những cái lá bài mang tính chất
công lý, công bằng, công minh và trực giác, chữa lành, an bình nhé. Và trong bạn đã có cái tình yêu, một cái tình yêu đong đầy, ở đây là cái tình yêu chính cho bạn. Bạn yêu bạn, bạn yêu tất thảy những cái giá trị của bạn, và đây là một cái tình yêu mà bạn đã được gột rửa. Bạn đã chuyển từ cái tình yêu mà chỉ có nam nữ thôi, bạn đã chuyển sang một cái tình yêu mà nó đong đầy trong cái cảm xúc của bạn. Nên bạn đã không còn đau tim nữa, bạn không còn cái đau tim này nữa, mà bạn bây giờ đã có cái sẵn lòng một cái cốc tình cảm. Một cái cốc tình yêu này có thể bạn sẽ trao cho bất kỳ một cái người mà bạn cảm thấy rằng người đó xứng đáng bạn nhé. Đó, bởi vậy mà bây giờ người kia người ta đang rất muốn, mong muốn là được gắn bó lại với bạn. Thế thì bạn có cho họ cơ hội hay không? Bạn có cho họ cơ hội hay không? Đấy, thì mình sẽ có một cái là những cái lá bài về tình yêu để xem bạn có cho họ cơ hội hay không nhé. Đấy, và tình yêu của các bạn có lên là có biết là cái tình yêu này có phải là tình yêu duyên định, có thiên định, hoặc là một cái tình yêu mà mang lại cho các bạn những cái sự gắn kết mà do vấn đề tâm linh hay không. Nếu như mà tình yêu nó đến với các bạn với một cái sự sắp đặt của vũ trụ, có một cái sự mà người ta gọi là có một cái duyên định mệnh rồi, thì các bạn sẽ có những cái câu trả lời rất chính xác cho cái mối quan hệ này các bạn nhé. Vậy khi bạn trong bạn bây giờ, bạn là một cái người có trực giác cao, một cái người chữa lành nữa cơ, và một cái người mà có cái cốc tình cảm đong đầy, bạn yêu thương chính mình và yêu những người ta gọi là cái tình yêu của bạn, nó đã vượt ra khỏi cái tình yêu của đôi lứa rồi các bạn ạ. Thì cái người đó rất mong muốn quay trở lại với bạn, thì họ sẽ có đây, họ sẽ có, bạn có cho họ cái cơ hội hay không? Đấy, bạn có cho họ cái cơ hội hay không? Đây, vũ trụ nói rằng, các bạn nhìn nhé, vũ trụ nói rằng khi bạn đã đong đầy cái cốc tình yêu trong cái bản thân bạn rồi, thì bạn hãy, đây là một cái cốc gọi là cái cơ hội để cho họ đây bạn này. Khi bạn đã nhận ra được rằng cái vấn đề mà cái tình yêu của bạn nó đong đầy rồi, thì bạn nhận thấy rằng mình hãy tập trung vào cái tình yêu, tập trung vào cái tình yêu. Và cái sự tập trung này, cái tình yêu của bạn nó sẽ có thể là một cái ánh sáng, một cái điều mà mang lại cho bạn cái sự, bạn lan tỏa cái tình yêu của bạn này ra tất cả những thảy mà những người hữu duyên của bạn nữa đây này. Và cái tình yêu của bạn nó đong đầy, nó giúp cho bạn tỏa sáng, giúp cho bạn như là những thiên thần. Bạn thực ra bây giờ bạn ở cõi trần gian này, nhưng bạn được gọi như là những thiên thần để bạn hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều những cái người xung quanh của bạn, những người hữu duyên với bạn. Và khi bạn đã mang cái tình yêu của bạn đi như thế rồi, thì bạn là một cái người tỏa sáng. Đây, bạn nhìn thấy đây, bạn là một cái người tỏa sáng. Và ngay trong cái trái tim của bạn, bạn sẽ mang cái trái tim của bạn mang đến cho những cái mối quan hệ hữu duyên với mình. Nhưng còn nối mối quan hệ với cái người này thì vũ trụ sẽ nhắc bạn như sau. Đấy. Khi bạn đã có cái được cái tình cảm nó mang tính chất là vượt xa cái tình yêu đôi lứa rồi, thì bạn yêu thương muôn thảy những cái giá trị xung quanh bạn, thì vũ trụ sẽ cho bạn biết thêm là cái mối quan hệ của hai bạn có cho nhau cơ hội nữa hay không. Và bạn có cầu nguyện cái tình yêu đó đến với bạn nữa hay không. Đó. Câu trả lời của vũ trụ vẫn là ở bạn quyết định bạn ạ. Vũ trụ chỉ biết rằng khi bạn có đong đầy tình yêu rồi, thì cái lời cầu nguyện của bạn sẽ được vũ trụ ban cho. Đấy, sẽ được vũ trụ ban cho. Và cái lời cầu nguyện của bạn này, thì bạn là một cái người mà luôn luôn có một cái tâm niệm hướng về ý thiện, hướng về những cái giá trị tốt đẹp nhất đối với bạn. Và khi bạn cầu nguyện thì cái tình yêu mới sẽ đến bên bạn. Tình yêu mới ở đây mình nói rằng cái con người ta đã thay đổi. Đây là một cái trường là con người ta đã thay đổi, cái người mà người ấy của bạn ấy đã thay đổi, đã nhận ra được giá trị và đã vượt qua được những cái khó khăn của người ta để người ta đến bên bạn. Và đây một tình yêu mới. Đây là một trường hợp thứ nhất. Hai là bạn sẽ không làm cái người cho họ cơ hội nữa để họ rời xa bạn, và bạn sẽ đón được một cái có nghĩa là bạn sẽ rời xa họ để bạn đón nhận được cái tình yêu mới đủ đầy đủ với lại cái giá trị mang lại cho bạn cái
cái giá trị mà bạn mong muốn. Bởi vì vậy bây giờ là cái quyền quyết định là của bạn thôi. Và bạn là người, vũ trụ nói rằng bạn là người sống. Thực tế bạn là người xứng đáng được một gia đình có vợ có chồng hạnh phúc. Và đây là cái tương lai cũng như là cái hướng tới của bạn này. Do vậy mà bạn hãy là cái người tỏa ra cái tình yêu. Hãy là người tỏa ra cái tình yêu cho chính bạn nhé. Tình yêu của bạn chính là chính do bạn tỏa ra. Do vậy mà cái người kia bây giờ chỉ là chờ bạn cho cơ hội thôi. Còn bạn có cho cơ hội không là đây là quyền của bạn. Chứ vũ trụ không có sự tác động vào cái mối quan hệ này nữa. Bởi vì tự bạn sẽ cảm nhận được. Đó, bởi vậy mà đây chính là một cái thông điệp mà mình nhìn thấy rằng các bạn ở tụ một của chúng ta, cái đỉnh cao của các bạn là cái tình yêu thương của bạn đã được đong đầy và được lan tỏa ra cái những cái giá trị của bạn rồi, chứ bạn không còn là một người chỉ hướng về một cái tình yêu đôi lứa nữa đâu. Do vậy mà mình thấy rằng các bạn ở đây rất là tuyệt vời rồi đấy nhá. Thì bây giờ mình sẽ xem là vậy với như vậy thì cái trong cái thông điệp chữa lành của cái tình yêu của các bạn ấy, thì mình thấy rằng các bạn cần có cái điều các bạn đã chữa lành được cho các bạn rồi. Thì thực ra là cái kết quả của cái mối tình nhân duyên này mình xem tiếp là nó còn có. Bởi vì trong cái ý nghĩ xuất phát ra từ cái người kia mong muốn là rất muốn được quay trở lại, hay nói cách khác là cho bạn cho họ cơ hội, thì cái tình yêu mới này của các bạn này nó có chính xác là họ hay không, hay nó là một cái tình yêu mới thật sự của bạn, mà chứ không phải là họ đến với bạn với một tình yêu mới bạn nhé. Đây nó lại ra cái lá bài này các bạn này. Đấy, nó lại ra cái lá bài đó. Oh, các bạn ơi, đây, cái người đó chính là cái tình yêu mới này, chính là cái người đấy, chính là cái người đấy các bạn ơi. Bởi vì cái tình yêu của các bạn là tình yêu chân thành. Có những cái dối trá là dối trá của người khác mang lại, có nghĩa là của cái quá khứ. Còn người ta yêu bạn một cách chân thành và bạn cũng yêu người ta một cách chân thành. Do vậy mà bạn vẫn cứ suy tư và băn khoăn đây, cái người này là hai người yêu nhau một cách chân thành. Như vậy cái tình yêu mới này này không phải của người mới mà là cái người đã có mối quan hệ với bạn đó. Và đây, các bạn nhìn đây, cái lá này là các bạn đã chữa lành được tình yêu của các bạn rồi. Chính bản thân bạn đã chữa lành được tình yêu của bạn rồi. Và các thiên thần cũng nói với các bạn, đây là cánh thiên thần các bạn nhé, là cái tình yêu của các bạn đã được thấu cảm và đã được thấu hiểu. Và bây giờ các bạn đã chữa lành cái tình yêu của các bạn rồi. Nên đây là mối quan hệ chân thành với nhau, mối quan hệ chúng ta gọi như là cái nghiệp duyên của chúng ta. Đó, chúng ta vẫn đến với nhau và sẽ mang lại cho nhau. Và chính cái người này sẽ là cái người mà đến bên các bạn này này, sẽ là cái người thức tỉnh cái tâm linh cho các bạn. Người ta làm cho các bạn có những cái đau, nhưng mà cái đau đó lại là cái giá trị mà thức tỉnh tâm linh cho các bạn. Và cái đó cũng là một cái biết ơn, đúng không các bạn? Biết ơn người đó. Và cuối cùng là cái lá bài mà các bạn nhặt được đây, các bạn chọn đây. Đây chính là cái lá bài nói rằng hãy yêu thương bằng cả trái tim của mình. Đó, yêu thương bằng cả trái tim của mình trong cái mối quan hệ này, các bạn sẽ đón nhận được cái tình yêu thương lại. Và chắc chắn rằng khi cái người đó kết hợp lại với bạn thì nó thay đổi cái tình yêu đó rồi, đó là tình yêu mới. Và các bạn là cái mối quan hệ chân thành với nhau thì các bạn yêu thương nhau bằng cả trái tim đây. Đó. Và cái mối quan hệ này chắc chắn rằng các bạn sẽ kết nối lại các bạn nhé. Kết nối lại. Và các bạn đã có cái sự thấu hiểu, thấu cảm và tình yêu của các bạn bây giờ đã nâng lên một cái tầm cao mới, một nấc thang mới, chứ không còn là cái tình yêu quá khứ nữa các bạn nhé. Người ta cũng học hỏi được những cái giá trị và bạn thì lại càng là một cái người mà tỉnh thức. Bạn càng là một cái người được đi trên cái hành trình tâm linh của các bạn một cách là các bạn bây giờ không có giận hờn, cũng không có một cái oán trách gì cả. Và các bạn lại còn quay lại để cảm ơn họ, và vì họ đến bên họ, bên bạn, cái sự làm bạn tổn thương đó là cái sự đánh dấu cái sự thức tỉnh tâm linh trong bạn và mang đến cho bạn một cái giá trị tuyệt vời nhất trong một cuộc đời của con người, đó là họ là người mang đến cho bạn tình yêu, một tình yêu chân thành, nhưng tình yêu đó lại là tình yêu liên quan đến tâm linh để cho bạn thức tỉnh tâm linh. Đây bạn nhìn đây. Đấy, bạn thức tỉnh tâm linh trong cái mối quan hệ này nhé. Đó, như vậy mối quan hệ này là mối quan hệ sâu sắc, là một cái mối quan hệ mang lại cho bạn cái sự trưởng thành tuyệt vời về cái tâm linh của bạn trong cái kiếp làm người này. Do vậy mà cái tình yêu của bạn bây giờ nó đã là cái tình yêu đong đầy, một cái tình yêu mang lại cho bạn những cái giá trị tuyệt vời hơn. Nên bạn bao dung, bạn độ lượng, cũng như là bạn không còn cái sự oán trách gì trong bản thân của bạn nữa. Khi bạn nghĩ đến người ta thì bạn lại còn thầm biết ơn họ, chứ không phải là bạn
oán trách họ đâu. Nếu như bạn nào được trong cái trường năng lượng này thì bạn chính là cái người xứng đáng đón nhận được cái tình yêu mà họ mang đến cho bạn chân thành và muốn bù đắp cho bạn tất cả những giá trị mà họ có. Vậy đây là mối nhân duyên, nghiệp duyên các bạn. Duyên mà nó có những cái lúc thăng, lúc trầm và cái những lúc nhưng kết quả của các bạn là mang đến cho nhau cái sự hạnh phúc, một sự chân thành, một sự hạnh phúc và một cái sự tình yêu từ trái tim các bạn này. Đó, tình yêu từ trái tim các bạn nhé. Cũng vậy, rất cảm ơn các bạn tụ một. Hành trình tình yêu của các bạn đối với người ấy nó như là một trong những cái, nói như là một cái bộ phim ấy. Đấy, các bạn cuốn hút nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là các bạn có cái sự dối trá để làm tổn thương nhau, sau đó là các bạn ngắt ra xa và rời nhau đi. Thế nhưng mà trong cái đó thì các bạn luôn luôn hướng về những cái hoài niệm ở quá khứ, rồi là các bạn luôn có một cái, và đặc biệt là quan trọng nhất là các bạn đã thức tỉnh từ cái mối quan hệ này. Đó chính là cái dấu ấn rất quan trọng các bạn nhé, thức tỉnh từ mối quan hệ này. Đây là cái mối quan hệ mà mang lại cho bạn cái sự thức tỉnh để giúp cho các bạn có được một cái giá trị đó. Đấy, do vậy mà mình thấy rằng cái mối quan hệ của các bạn rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đó, các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn tuy rằng nó đã trải qua những cái lúc bị tổn thương, nhưng mà nó như thế là tuyệt vời rồi các bạn ạ. Đó nhé. Thế mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn tự một hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp Huệ Hoan Hỷ nhé. Đó, các bạn là cái người mà mang lại cho bản thân các bạn cái sự tỉnh thức tâm linh rất là tuyệt vời, ngoạn mục luôn ấy. Các bạn bây giờ đã trở thành một con người tự chữa lành cho mình mà lại còn mang cái giá trị lan tỏa cho những người hữu duyên với mình nữa cơ. Đó, rất là tuyệt vời các bạn nhỉ. Đó. Thế bây giờ mình sẽ cảm ơn các bạn tự một. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ xin chào các bạn tụ số 2 nhé. Các bạn tụ số 2 của các bạn đây. Đây một lá bài vẫn đang đợi các bạn đây nhé. Đó, các bạn tụ số 2. Nhấn chào các bạn tự 2. Các bạn tự 2 của mình hôm nay có... mình luôn luôn mong muốn các bạn đến với bản thân của Huệ Hoan Hỷ luôn luôn có cái sự an nhiên, luôn có cái sự đón nhận cái thông điệp một cách là hoan hỷ nhất, mang cái thông điệp chính xác cho mình nhất nhé. Đó, thì các bạn tụ hai đăng ký kênh giúp mình cũng như là chia sẻ lan tỏa cái video của mình đến với người khác nhé. Với thông điệp, với câu hỏi là chúng ta có cho tình yêu này một cơ hội nữa hay không? Đó, cái tình yêu của chúng ta thì đã là cái người đã kết nối rồi các bạn nhé. Có thể là vợ chồng cũ hoặc có thể là cái người mà đã từng yêu chúng ta và chúng ta cũng đã từng yêu họ. Và chúng ta vẫn có những cái sự suy tư về họ, họ cũng như vậy. Thì bây giờ chúng ta có cho họ cái cơ hội nữa hay không? Cho tình yêu này một cơ hội nữa hay không? Tình yêu của chúng ta thì thực ra là cần cả hai phía. Chúng ta cho họ cơ hội cũng chính là cho bản thân mình cơ hội đấy. Các bạn đừng bao giờ nghĩ là trong tình yêu chúng ta chỉ cho cơ hội là cho tốt cho họ, nhưng không phải đâu. Tốt họ cũng là tốt mình mà xấu họ cũng là xấu mình. Bởi vậy mà cho cái tình yêu, chúng ta nói là cho tình yêu cơ hội thì chính xác hơn các bạn nhé. Bởi vì chúng ta đã yêu nhau mà. Đó. Vậy chúng ta trích năng lượng của bạn tụ 2 nào. Đây các bạn tụ 2 năng lượng của các bạn đây. Năng lượng của các bạn tụ 2 của chúng ta. Năng lượng của các bạn tụ 2 của chúng ta. Đây các bạn này. Thực ra với các bạn là năng lượng ở cái phần tụ 2 này, mình thấy rằng các bạn đã là một cái người mà của gia đình với nhau rồi thì phần chiếm phần lớn hơn. Có nghĩa là các bạn đã là vợ là chồng của nhau rồi thì chiếm phần lớn hơn. Còn những bạn yêu nhau với tình cảm sâu sắc nữa, có nghĩa là hai cái đã hướng đến định hướng là chuẩn bị có những cái kết gọi là hạnh phúc bên nhau. Đấy, hướng tới một gia đình hạnh phúc bên nhau. Thì đây là hai cái nhóm nhá. Cái nhóm thứ nhất là đã là hạnh phúc của nhau rồi, có nghĩa là đã là gia đình của nhau rồi. Thứ hai là đang hướng tới. Thế nhưng có một cái sự cố nào đó xảy ra. Đấy, sự cố xảy ra. Thế nên là các bạn đã có sự rời xa nhau. Bản thân của các bạn ấy, các bạn mang một cái trường năng lượng, nếu là nữ thì các bạn là cái người mà giàu lòng vị tha, các bạn rất là chuyên tâm về gia đình, các bạn là một cái người mà đẹp từ nội tâm. Đấy, các bạn là cái người rất là hy sinh, rất là chịu đựng và rất là bao dung bao bọc luôn ấy. Các người là người phụ nữ của gia đình và các bạn cũng là một cái người hy sinh luôn. Thế nhưng do một cái sự cố nào đó, các bạn đã có cái sự chính dùng trí tuệ của mình chặt đứt cái mối quan hệ đó. Đó, và các bạn chuyên
Bây giờ thì các bạn đang tập trung vào công việc của các bạn thôi. Đó. Như vậy là các bạn đang là những cái người mà đã trải qua quá khứ. Chính các bạn là cái người đã chặt đứt mối quan hệ đó nhé. Các bạn là cái người chặt đứt này. Các bạn dùng cái thanh kiếm mình chặt đứt. Và cái mối quan hệ đó là mối quan hệ có một cái điều gì đó nó bất an, nó không mang lại cho bạn cái sự bình an, thì các bạn chặt đứt nó. Đấy. Và các bạn chuyên tâm vào công việc của các bạn đây. Đó. Đấy là cái năng lượng của các bạn hiện tại, các bạn tổ 2 nhé. Đó. Bây giờ chúng ta xem tiếp là năng lượng của người ấy. Năng lượng của người ấy hiện tại các bạn nhé. Còn cái lúc các bạn sống với nhau thì các bạn hiểu rõ về nhau rồi, hoặc là các bạn yêu nhau các bạn hiểu rõ về nhau như hiện tại bây giờ. Năng lượng của người ấy ra sao? Năng lượng của người ấy ra sao? Bạn là người bao dung, độ lượng, thì họ là cái người có ý chí sắt đá. Họ là cái người mà dùng cái cương của mình, cái trí của mình để thực thi mọi vấn đề. Do vậy mà họ rất cương trực, rất là có một cái gì đó mà nó gọi là cứng nhắc. Đấy. Do vậy mà bạn đã là người cảm nhận được cái sự cứng nhắc của họ, nó không mang lại cho bạn cái sự an vui hạnh phúc trong cái gia đình cũng như là trong mối quan hệ. Thì bạn đã có cái sự dùng chính cái trí tuệ của bạn để bạn rời xa. Đấy. Bạn cho mình trở về với công việc hiện tại của bạn để bạn chăm lo cho công việc, phát triển cái sự nghiệp của bạn. Và nếu như mà cái mối quan hệ đó gọi là gia đình rồi, thì bạn bây giờ bạn sẽ tập trung vào cái công việc của bạn để bạn làm, phát triển cho bạn cái về cái tiền tài. Thế nhưng cái người này này khi rời xa bạn thì họ cũng phải gánh một cái gì đó rất là nặng nề. Đó là cái tâm thái của họ rất là mệt mỏi, bởi vì họ luôn là cái người ngồi để hồi tưởng lại cái quá khứ tươi đẹp với bạn đây. Đấy, họ ngồi để hồi tưởng quá khứ tươi đẹp ấy. Họ ngồi để ngẫm nghĩ lại cái tình yêu, cái giá trị mà bạn là cái người mang lại cho họ. Thế nên họ là cái người mà luôn nghĩ đến. Và hiện nay bây giờ họ đã ngẫm được, họ đã thấy được, và họ đang là cái người phi về bên bạn, gọi là dùng một cái sức mạnh, một cái họ thì luôn luôn là mạnh mẽ mà. Họ dùng cái sức mạnh của họ để họ vượt qua rất nhiều những cái khó khăn của họ để họ vượt về với bạn. Họ đang mang thông tin về bạn một cách rất là nhanh chóng đây. Đó. Và cái người này thì luôn luôn có cái ý chí bạn nhé. Ngoài ra bạn, người của bạn ấy còn có một cái trực giác rất là tốt nữa. Họ là cái người mà có linh cảm trong mối quan hệ này. Bạn bao dung bao nhiêu thì họ là cái người quyết đoán và nghi ngờ nhiều. Và họ có cái trực giác tâm linh cao nên là họ hay nhạy bén với lại trong cái mối quan hệ của bạn. Có thể bạn không làm ra những cái gì mà cảm giác như có lỗi với họ đâu. Thế nhưng mà họ luôn luôn có cái sự nghi ngờ. Bởi vì họ luôn có một cái suy tư, suy xét nên họ tự đau buồn trong cái mối quan hệ đó. Và bạn đã thấy rằng nó áp lực quá đối với bạn nên bạn đã rời đi. Đó. Đấy là những cái người mà trong mối quan hệ cũ của các bạn nhé. Có thể đã là vợ chồng hoặc là người yêu của nhau một cách sâu đậm rồi nhé các bạn nhé. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ xem là cái mối quan hệ của các bạn thực ra nó là mối quan hệ như thế nào, và thông điệp từ vũ trụ ra sao các bạn nhé. Với các bạn tụ hai này thì cái sự phát triển tâm linh của các bạn thì mình chưa thấy. Thế nhưng mà bạn là cái người bao dung, là cái người của gia đình đó, nó luôn đó. Do vậy mà bạn là cái người sống tình cảm, còn họ là người sống lý trí. Nên hai bạn có một cái sự mà nó khác biệt nhau về cái cách suy nghĩ, và họ là cái người hay đa nghi nữa. Đó. Do vậy mà chúng ta có cái sự khác biệt nhau như thế. Để xem mối quan hệ của các bạn là mối quan hệ như thế nào. Đó. Thực ra cái khởi đầu của các bạn rất là đẹp. Khởi đầu cho tình yêu của các bạn rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà sau một thời gian thì cái tình yêu đó nó đã không còn đẹp nữa. Nó không còn đẹp nữa bởi vì cái tính đa nghi, cái tính quyết đoán, cái tính như là gọi là gia trưởng của họ đã áp đặt cho bạn, nên bạn cảm thấy rằng nó ngột ngạt. Đây, khởi đầu tình yêu của các bạn rất là đẹp. Đấy, nó có sự trao, nó có sự chia sẻ và có cái sự phát triển. Tình yêu rất là đẹp, các bạn luôn có sự vui vẻ và ánh sáng bên nhau. Thế nhưng với cái tính cách của họ nó làm cho bạn tổn thương từ những cái nhỏ cho đến là dần dần tích tụ lại. Và cái cốc tình yêu của bạn, của người ta thì vẫn dành cho bạn với tình yêu một cách là kiểm soát, một cách mà mang tính chất như là người ta luôn luôn có cái sự kiểm soát bạn ấy. Người ta mang đến cho bạn như người ta chằm chằm, và người ta luôn luôn có một cái sự lạnh ở trong cái tình cảm đó. Đấy, nên là bạn cảm thấy rất là buồn. Bạn buồn trong chính cái mối quan hệ của bạn, nên là bạn thấy rằng buồn lắm. Đấy, do vậy mà bạn đã quyết định rời đi là như vậy các bạn nhé. Đấy, đây là cái
thiên hướng tình yêu của các bạn. Thế thì đến hiện tại bây giờ, nếu như bạn có cho họ một cơ hội thì tình cảm của các bạn đã có sự thay đổi như thế nào các bạn nhé. Nếu như mà họ được bạn cho một cơ hội, hay nói cách khác, hai bạn cho nhau cơ hội về tình yêu, thì các bạn sẽ được như thế nào nhé. Đấy các bạn này, nếu như chúng ta cho nhau cơ hội về tình yêu, các bạn thấy chưa? Đó. Nếu như chúng ta cho nhau cơ hội về tình yêu, thì tình yêu của các bạn có sự thay đổi các bạn này. Và đây cũng chính là số phận các bạn cần phải vượt qua như vậy các bạn. Đây là bánh xe số phận. Nó đã đến thời điểm mà các bạn cần buông, cần biết buông cái suy tư đau khổ về mối quan hệ này. Đấy, họ đây, họ chính là cái người mà luôn luôn bị đau khổ khi họ nghĩ về cái mối quan hệ của các bạn. Họ là cái người như thế này. Thế nhưng mà đây chính là một cái bánh xe số phận mà các bạn cần phải trải qua để giúp cho các bạn có một cái sự thay đổi về cái cách nhìn nhận về tình yêu. Và đến bây giờ, nếu như bạn cho cơ hội tình yêu này thì họ và bạn rất cân bằng với nhau, bởi vì đã có trải qua một quá trình mà họ cũng đã có sự thức tỉnh, họ đã có sự hiểu ra vấn đề. Tình yêu không phải là nắm chặt, tình yêu không phải là gọi là độc quyền, độc đoán, mà họ đã biết là trao yêu thương và họ sẽ được đón nhận yêu thương một cách công bằng. Thì đây là cái, nếu như mà có cơ hội mới nó là như thế này bạn nhé. Và đây là một cái định mệnh của các bạn đấy. Và khi đó thì họ ung dung lắm, họ mong được bạn cho cơ hội. Và lúc đó họ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái này ngay các bạn này. Đó, cái tâm thái của họ thì nó phụ thuộc cảm xúc của bạn nhiều lắm ấy. Đó, do vậy mà chỉ cần bạn cho họ tín hiệu, cho họ cơ hội thì họ sẽ là cái người chuyển từ tâm thái này sang tâm thái này. Ung dung tự tại rồi, tình yêu của họ vẫn dành cho bạn đây, vẫn dành cho bạn. Lúc đầu là 10 tiền, bây giờ là 9 ly. Đấy, có nghĩa là gia đình, giống như gia đình hạnh phúc thì bây giờ họ cũng vẫn đong đầy đây với cái cảm xúc với bạn. Và họ sẵn sàng bước về bên bạn khi bạn có một tín hiệu cho họ cơ hội luôn. Đây, họ sẵn sàng mang cái nhiệt huyết, nhiệt tình và mang cái sự mà họ biết rằng là họ phải thay đổi để mới xứng đáng được với bạn ở cái ngưỡng như thế này. Đó. Thế thì với cái như vậy thì mình xem là cái giá trị tình yêu của các bạn được vũ trụ sắp đặt như thế nào nữa nhé các bạn. Đó. Nếu như cho họ cơ hội thì họ thay đổi tâm thái nhanh lắm các bạn ơi. Còn không thì họ vẫn đang suy tư và đang ôm cái đầu của họ. Họ đang nghĩ về bạn, đang nghĩ về những cái mối quan hệ đã qua kia kìa. Xem là cái mối quan hệ này đến như thế nào. Những trải bài của Huệ Oan Hỷ thì mình thấy rằng khi mà đã nhận ra được vấn đề ấy, thì cái cơ hội là dành cho cả hai các bạn ạ. Đó, mình cho họ cơ hội cũng chính là cho bản thân mình cơ hội. Thế nhưng có quan trọng là mình có là cái người đã nhận ra được vấn đề, là mình đã phải là trong cái mối quan hệ đó mình đã thấy giá trị của bản thân mình chưa. Đó mới là quan trọng. Đây, lá bài thứ nhất, lá bài thứ hai. Vũ trụ nói rằng cái mối quan hệ của các bạn này này, bây giờ chỉ cần các bạn, hai bạn cùng có một cái hướng cầu nguyện, cùng hướng về nhau cái thôi, thì vũ trụ sẽ ban xuống luôn cho các bạn cái tình yêu ngọt ngào và cân bằng như thế này luôn này. Đấy, đây là các bạn đang có, nếu như các bạn hướng về cái mối quan hệ này thì các bạn chỉ cần cầu nguyện cái thôi, thì vũ trụ sẽ sắp xếp giúp cho các bạn có một cái mối quan hệ cân bằng và yêu thương nhau. Đấy, trao cho nhau những cái cốc tình cảm nó cân bằng như thế này thôi. Đó, nếu như mà bạn là cái người mà cầu nguyện, thế còn họ chắc chắn là họ cầu nguyện rồi các bạn nhé. Và bởi vì các bạn đã, bây giờ các bạn đã có, sau cái mối quan hệ này, rời xa cái mối quan hệ này, thì bạn là cái người làm từng hành động nhỏ nhưng với một cái tình yêu lớn các bạn. Các bạn xung quanh các bạn làm bất kỳ cái gì, các bạn đã có cái sự đặt cái tình yêu của mình vào trong đó, nên các bạn đã trở thành cái người bình thản, bình tĩnh, tự tin. Và trước kia các bạn cũng đã là cái người mà bao dung độ lượng rồi, thì bây giờ các bạn cũng lại là cái người cũng còn phát triển hơn ở một ngưỡng nữa cơ. Đó là các bạn còn san sẻ cái tình yêu của mình cho muôn vật xung quanh này nữa này. Đó, các bạn là cái người cũng đã phát triển lên một tầm cao mới về cái cảm xúc của các bạn nhé. Các bạn thê bình thản, các bạn làm những cái việc nhỏ nhưng mà các bạn với một cái tình yêu lớn của các bạn. Và đây,
khi cơ hội của các bạn trở về bên nhau, các bạn là những cái người mà được vũ trụ cũng như là được được cái tình yêu định mệnh của các bạn này này, nó sẽ gắn kết lại ngay và các bạn có cái cảm xúc ngay khi chúng ta quay lại với nhau. Đấy, cái cảm xúc này là một cái cảm xúc chân thành luôn các bạn nhé. Đó. Và mình cũng xem là vậy nếu như các bạn quay trở về bên nhau, cái cảm xúc kia nó xuất hiện thì cái mối quan hệ của các bạn ở trong cái tình cảm này nó sẽ phát triển ra sao nữa các bạn nhé. Hôm nay cái trải bài của chúng ta nó hơi có những cái khúc mắc và có Huệ cần đi giải quyết các vấn đề giúp cho các bạn thấu hiểu hơn về mối quan hệ của các bạn. Khi nó là bánh xe số phận, rồi là khi nó là những cái giá trị mà mang cái tính chất số phận của cuộc đời mình rồi ý, thì mình cần phải sâu sắc và hiểu rõ hơn nữa các bạn ạ. Đây, cái lá bài này là một lần nữa đây mình để đây luôn. Một lần nữa khẳng định rằng cái người đó, và đây mình nhìn thấy cái năng lượng của người đàn ông này, đấy, rất là bây giờ có nghĩa là chỉ cần bạn cho họ cơ hội thôi thì họ lập tức chạy về bên bạn và nâng niu bạn và có một cái cảm xúc với bạn một cách mãnh liệt luôn đấy các bạn ạ. Đó. Cái nữa, đây vẫn là cái lá bài mà mang cái giá trị là hãy yêu thương một cách là chân thành. Đây các bạn này, ngoài ra các bạn bây giờ khi trở lại về bên nhau, các bạn còn hỗ trợ nhau để cùng phát triển nữa các bạn này. Tương trợ, hỗ trợ nhau để cùng phát triển, có thể cùng sự nghiệp hoặc là cùng phát triển về cái con đường dẫn dắt hai cái linh hồn của nhau nữa. Đây. Như vậy là đây là một cái gắn kết mà các bạn thấy rằng người ta khao khát bạn đến mức độ như thế nào chưa? Đó, nên là bạn nhìn thấy rằng đây là một cái bánh xe số phận thì bạn có cho họ cơ hội đó như thế nào? Mình sẽ thông điệp tiếp từ vũ trụ sẽ cho chúng ta cái thông tin chữa lành của cái mối quan hệ này nhé. Thông tin chữa lành của mối quan hệ này. Thông tin chữa lành của mối quan hệ này các bạn ạ. Mình sẽ có hai lá nhận định thông tin chữa lành của mối quan hệ này. Đây. Thông tin chữa lành từ mối quan hệ này. Các bạn, mình dẫn cái cuối của cùng một cái lá bài của các bạn đây. Ôi. Đây, các bạn nhìn nhé. Vậy thông tin chữa lành của cái lá bài của cái mối quan hệ này đó chính là các bạn đã có thời gian mà dưỡng cho các bạn rồi, dưỡng cho chính thân tâm của các bạn rồi. Đấy, cái thời gian mà cách xa nhau là bạn cũng dưỡng cho chính cái cơ thể bạn và họ cũng dưỡng cho chính cơ thể họ. Do vậy mà hai bạn nhìn về nhau thì thấy ánh sáng ở bên nhau. Chính xác bạn cũng là cái người hướng về họ nữa chứ không phải độc họ đâu. Nhưng cái niềm khao khát và cái niềm mà mang lại cho họ cái cảm xúc thì họ là cái người mạnh mẽ hơn bạn rất nhiều. Đó. Còn bạn thì vẫn hướng về họ, nhưng cái hướng của bạn nó mang một cái sự trầm tĩnh, một cái sự an nhiên, một cái sự mà cảm thấy rằng họ có thể hạnh phúc là bạn cũng có thể hạnh phúc rồi. Đó, chứ bạn cũng không phải là mong cầu họ đến bên mình để mà mình mới hạnh phúc đâu. Bạn bây giờ không còn cái tâm thái thế. Nhưng hai bạn vẫn hướng về ánh sáng với nhau. Và cái lá bài cuối cùng đây, cái lá bài mà bạn nhấp được đây, đây chính là lá bài nói rằng hãy cho cơ hội và hãy hành động đi. Hãy cơ hội và hãy hành động đi. Đây như là một cái người mà cưỡi lên chú đại bàng để hành động cái mối quan hệ này các bạn nhé. Vậy cái hành động của các bạn nó được diễn ra như thế nào? Đấy, thì đấy là do bạn quyết định và bạn cho cái cơ hội mối tình này. Thế còn bài trải bài ngày hôm nay mình chỉ biết được là khi các bạn cho nhau cơ hội thì các bạn sẽ có sự đong đầy như thế này. Và các bạn có cái người này, đặc biệt cái người này mình cảm thấy rằng người ta nghĩ đến bạn, bạn cho họ cơ hội cái thì họ từ cái trạng thái này chuyển sang trạng thái này thì mình thấy nó quá ngoạn mục luôn đấy hả? Đây, người ta như là sung sướng lắm khi được quay trở về với bạn ấy. Bạn nhìn này, giữa hai cái trạng thái với nhau như này thì có nghĩa là cái mối quan hệ của các bạn đây này các bạn này. Đó, nó là cái duyên phận của các bạn thôi nhé. Thế còn cái duyên phận của các bạn nó được đưa trên con đường như thế nào nữa thì đó là do cái sự gắn kết của hai bạn, mà các bạn đã có sự cân bằng tại thời điểm này rồi thì mình tin rằng các bạn sẽ có một cái quyết định đúng đắn nhất cho bản thân các bạn nhé. Đó, vậy các bạn tụ hai thì nếu như mà để biết được cái kết thúc và cái kết quả của cái mối quan hệ này như thế nào về cả các
thì các bạn hãy phải có một cái thông điệp riêng. Có nghĩa là mình ở đây chung thì mình chỉ nói đến là các bạn cho nhau hành động, cho nhau cơ hội và các bạn hành động với nhau. Và cái tâm thái, cái người mà được đón nhận cái cơ hội từ bạn ấy, người ta có một cái tâm thái như thế này thì chứng tỏ rằng họ là một cái người mà yêu bạn vô cùng luôn. Đó nhá. Thế thì bây giờ cảm ơn các bạn, bởi vì nếu như các bạn muốn có một cái riêng cho mình, kể cả các bài tụ 1 cũng thế mà tụ 2 cũng vậy, những cái riêng nhất thì nó mới phù hợp với mình nhất, nó mới chuẩn với mình nhiều nhất. Thế còn đây là cái chung thì các bạn sẽ nhặt những cái thông tin của mình, thông điệp của mình nhé các bạn. Và khi mình sống thì mình luôn luôn hướng mình đến một cái mục tiêu tốt đẹp nhất. Mục tiêu tốt đẹp nhất. Còn ai mà có cảm nhận được phù hợp thì các bạn mới cho nhau cơ hội. Còn nếu như các bạn cảm thấy rằng nó chỉ là một bài học thôi thì các bạn tự quyết định các bạn nhé. Đó. Thì mình cũng chỉ biết là đây là cái mối quan hệ có liên quan đến cái sự số phận của các bạn, có sự thay đổi số phận của các bạn đấy nhé. Đó. Và cũng cảm ơn các bạn tụ hai rất nhiều, các bạn đã cùng chia sẻ với kênh của Oan Hỷ. Và các bạn xem, cứ xem đến kênh của mình, các bạn hãy ấn một cái nút đăng ký cho mình để cho mình đạt nhanh chóng đạt được cái lượng người xem. Bởi vì kênh của mình cũng mới phát triển mà, nên là mình rất mong muốn và rất cảm ơn các bạn, rất biết ơn các bạn cái điều đó, để cho mình đạt được cái lượt để mình quay gọi là trực tiếp đi. Trực tiếp thì nó sẽ giúp cho mình có nhiều cái thuận lợi hơn, bởi vì khi mình trải bài vào ban sớm như thế này thì mình rất lo về cái thời gian mà nó không đủ cho mình thì mình lại phải còn lên trường. Do vậy mà khi lên trường thì cái video mình chưa up được lên một cách hoàn thiện thì lại cũng đến tận trưa về hoặc chiều về, có lắm hôm trưa về mình cũng chưa up được lên. Bởi vậy mà cái thời gian nó up lên nó mất thời gian của mình nhiều quá. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn luôn ủng hộ mình và các bạn luôn đồng hành cũng như là hỗ trợ mình trên những cái con đường như vậy, thì mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Cảm ơn và chúc các bạn luôn an vui nhé.